Tôn Phi Phi từ ngôi vị tượng đài nhan sắc cổ trang xe buýt đến tan thành sự nghiệp vì thẩm mỹ và scandal. Từng là một trong nữ minh tinh nhan sắc mười phần vẹn mười của Trung Quốc, hiện giờ nhắc đến người phụ nữ này, công chúng còn ngơ ngác hỏi rằng đó là ai. Sở hữu thân hình mảnh mai, khuôn mặt thanh cao, nét cười thanh tú, lại có cho riêng mình khí chất cổ điển đầy cuốn hút do học múa từ nhỏ. Tôn Phi Phi từng là cái tên được nhiều đạo diễn phim cổ trang săn đón. So với các diễn viên cùng tuổi, mỹ nhân sinh năm 1981 này tỏ ra vượt trội hẳn nhờ việc đảm đương được nhiều vai diễn khác nhau. Cô trở thành một gương mặt quen thuộc với khán giả Việt Nam qua rất nhiều phim, đáng kể có Cung tỏa Châu Liêm, Mỹ Nhân Tâm Kế, Sở Lưu Hương Truyền Kỳ, Tiểu Ngư Nhi và Hoa Vô Khuyết. Không chỉ được đánh giá cao nhờ khả năng diễn xuất linh hoạt, tạo hình đẹp hút hồn của Tôn Phi Phi trong các bộ phim cổ trang còn là thứ mang lại dấu ấn mạnh mẽ cho cô. Những năm đó, Tôn Phi Phi được mệnh danh là đệ nhất mỹ nữ cổ trang Trung Quốc và là con cưng của nhiều dự án phim truyền hình. Thậm chí nhiều người còn cho rằng Phi Phi sinh ra là để đóng dòng phim này nhờ nhan sắc trời ban. Nữ diễn viên sở hữu một thân hình cởi cảm, khuôn mặt đẹp không tỉ vết, đặc biệt là đôi mắt biết nói và nụ cười ngây thơ của cô đã khiến trái tim biết bao nhiêu người xào xuyến. Tháng 12 năm 2011, người đẹp vướng vào thị phi khi bị tụt váy lộ nội y trên thảm đỏ trong một sự kiện. Khi đó, MC Phương Linh vô tình dẫm vào váy của diễn viên Michael Giang Hồ, khiến bộ váy của cô rơi xuống để lộ trọn vòng một trên thảm đỏ. Dù bị bất ngờ song Tôn Phi Phi vẫn thản nhiên giang tay ra như không có gì xảy ra. Vụ việc trở nên ẩm ý giúp tên tuổi Tôn Phi Phi càng nổi lên như cồn trong làng giải trí Trung Quốc. Cô tung ra bộ ảnh nóng trên FHM khiến đấng bài sầu đứng ngồi không yên. Mãi tới cuối tháng 8 năm 2012, vụ việc bị sẫm tụt váy ngày nào của Tôn Phi Phi mới được làm sáng tỏ. Quản lý cũ của cô Vương Vi cho biết chính Tôn Phi Phi từ sàn cảnh tụt váy để tạo scandal nhằm thu hút sự chú ý. Đúng như dự đoán của mỹ nhân sinh năm 1981, tên tuổi của cô phủ sóng khắp các trang tin Trung Quốc suốt một thời gian dài nhưng theo hướng gây tranh cãi. Tuy nhiên, trong vài năm trở lại đây, người ta đã không còn thấy mặn mà khi nhắc đến cái tên Tôn Phi Phi sau khi cô vắng bóng trên màn ảnh hoa ngữ. Thay vì những lời ngợi ca suýt xoa trước vẻ đẹp chim sa cá lặn, chỉ còn là những lời chê bai trước nhan sắc ngày một hào mòn của cô. Mặc dù Tôn Phi Phi chưa bao giờ lên tiếng thừa nhận phẫu thuật thẩm mỹ, nhưng khi đối chiếu hình ảnh xưa và nay của nữ diễn viên, dường như ai cũng nhận ra nguyên nhân của sự xuống sắt trầm trọng ấy. Khuôn mặt nữ diễn viên không những không được thon gọn như trước mà thậm chí còn sưng và dài hơn. Những nét đẹp thuần khiết tự nhiên dường như đã bị sao kéo, hủy hoại. Thay vào đó là biểu cảm nét mặt cực kỳ cứng và vô hồn. Những vai diễn mỹ nhân cổ trang của cô đã không còn đủ sức thuyết phục khán giả được nữa. Điều này đã ảnh hưởng rất lớn tới sự nghiệp của cô. Điều này đã ảnh hưởng rất lớn tới sự nghiệp diễn xuất của cô. Tuy vẫn là lối diễn xuất đó, vẫn đảm nhiệm vai chính trong sở trường tạo hình cổ trang, nhưng sự kém hay của kịch bản như nhân hoàng Phục Hy cùng với việc nhan sắc của Tôn Phi Phi bỗng thay đổi theo chiều hướng xấu đã khiến sự nghiệp của cô vấp phải khúc quanh. Năm 2015, cô gây bất ngờ khi gửi 100% đóng phim kinh dị đầy rẫy cảnh nóng, quỷ ảnh mê tinh. Đây là bộ phim nhiều cảnh nóng nhất trong gần 20 năm đóng phim của Tôn Phi Phi. Cô không ngại diễn những phân cảnh cần gũi với bản diễn nhằm thu hút dư luận. Giữa tháng 7 năm 2014, Tôn Phi Phi bí mật tái hôn với đại gia lãnh đạo tập đoàn Lenovo. Đây là người chồng thứ hai của mỹ nhân phim cổ trang. Chồng hiện tại của Tôn Phi Phi có tên tiếng Anh là Jack G, là người Mỹ gốc Hoa. Anh làm giám đốc của một chi nhánh trong tập đoàn Lenovo, hai người gặp nhau hơn một năm trước khi kết hôn qua bạn bè. Trước đây, người đẹp mỹ nhân tâm kế đã từng có một đời chồng vì sợ ảnh hưởng đến sự nghiệp nên Tôn Phi Phi đã giấu kín việc đó. Nhưng theo thông tin nhiều người tiết lộ, người chồng trước của nữ diễn viên cũng là một đại gia có thế lực. Sự bong bóng trên màn ảnh trong suốt một thời gian dài khiến đệ nhất mỹ nữ ngày nào đang dần rơi vào sự quên lãng. Dù tung ra nhiều bộ ảnh nóng bỏng, song điều này không giúp nữ diễn viên ngành múa nổi tiếng. Không chỉ thế, việc vướng phải một vài scandal hỡ hình, hở vòng một không đáng có trong những năm trở lại đây, Tôn Phi Phi đang càng tử xóa mở hình ảnh của mình trong lòng công chúng. Sau nhiều năm chơi với giữa làng giải trí, Tôn Phi Phi quyết định dừng sự nghiệp điện ảnh. Cô chỉ ở nhà chuyên tâm với việc tập múa, niềm đam mê duy nhất của người đẹp và chăm sóc gia đình nhỏ. Ngoài việc nội trợ, diễn viên Michael Giang Hồ cũng dành thời gian đi du lịch để xả stress.